việc là đây. Trống thông cờ mở tung bay giữa trời. That the introducer. Yeah, the introducer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Racing, scooter racing. Thank you.
cũng chỉ vì cậu ấy không chịu chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Thế đấy, mọi người thấy không? Nếu tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, thì chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn thương tâm và đáng tiếc như thế này.